Trở lại với chương trình tin tức, sau đây là những phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ủy ban tình báo Thượng viện gửi ra thông báo đồng tình với cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 ở nước Mỹ nhằm mục đích hỗ trợ cho ứng cử viên Donald Trump. Kết luận của Ủy ban tình báo Thượng viện rõ ràng trái ngược với kết luận của Ủy ban tình báo Hạ viện đã được công bố vào tháng trước. Chủ tịch của Ủy ban là Thượng nghị sĩ Richard Burr thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang South Carolina. Ông đã tuyên bố trong thông báo chung với Phó Chủ tịch là Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Virginia rằng họ thấy không có lý do nào mâu thuẫn với kết luận của cộng đồng tình báo. Phó Chủ tịch Warner cho biết các nhân viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện xác nhận rằng nỗ lực của Nga sâu rộng, tinh vi và được đích thân Tổng thống Putin hạ lệnh để nhằm giúp cho Donald Trump và gây tổn hại cho bà Hillary Clinton là hoàn toàn chính xác. Ủy ban Tình báo Thượng viện dự tính sẽ công bố báo cáo toàn diện vào mùa thu của năm nay. Thông báo đã được Ủy ban gửi ra giữa bối cảnh là Đảng Cộng Hòa đang tìm cách để nhằm hạn chế cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về việc liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không và ông Trump có cản trở công lý hay không. Mặc dù Ủy ban Tình báo Thượng viện chưa có cân nhắc về các cáo buộc thông đồng, nhưng ông Burr hứa là Ủy ban Thượng viện sẽ có chứng cứ hậu thuẫn cho kết luận của họ. Tổng thống Donald Trump vào ngày 16 tháng 5 thừa nhận là cuộc họp thượng đỉnh giữa ông với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un chưa rõ có thành hay không sau khi Bình Nhưỡng dọa rút chân khỏi cuộc gặp chưa từng có trước nay. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Kim dự trù vào ngày 12 tháng 6 tới đây trở nên bất định khi tuyên bố có thể sẽ không tham gia nếu Washington tiếp tục yêu cầu Bình Nhưỡng đơn phương hủy kho nguyên tử của mình. Bắc Hàn cũng hủy các cuộc đàm phán với Nam Hàn lên lịch vào ngày 16 tháng 5, viện dẫn nguyên nhân là do các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nam Hàn. Đáp câu hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh có xúc tiến hay không, Tổng thống Trump nói với báo giới tại phòng bầu dục rằng phải chờ xem, dù ông nhấn mạnh sẽ không lùi bước trong việc đòi hỏi phi nguyên tử hóa Bắc Hàn. Tổng thống Trump nói chưa có quyết định vì Tòa Bạch Ốc chưa nhận được thông báo. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ diễn ra và Tổng thống đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh đầy cam go này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói với Fox News rằng Tổng thống đã sẵn sàng nếu hội nghị thượng đỉnh được tổ chức. Trong trường hợp hội nghị thượng đỉnh bất thành, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chiến dịch áp lực tối đa lâu nay đối với Bắc Hàn. Tổng thống Trump lần đầu tiên thừa nhận trong một bản khai về đạo đức được công bố vào ngày hôm qua rằng ông ta đã hoàn trả cho luật sư riêng là ông Michael Cohen hơn 100.000 Mỹ Kim. Một chi tiết mới ở trong vụ scandal dính líu tới ông Trump và ngôi sao phim người lớn là cô Stormy Daniels. Bản khai có chữ ký của ông Trump được cơ quan đạo đức chính phủ Hoa Kỳ công bố không nêu mục đích hoặc là tên người nhận khoản tiền mà ông Cohen đã chi vào năm 2016 và sau đó đã được ông Trump hoàn lại. Tuy nhiên, trước đó thì chính luật sư Cohen tuyên bố là đã chi tiền cho cô Daniels trong một vụ giao dịch để nhằm bịt miệng cô này về các cáo giác cô đã đưa ra rằng ông Trump có quan hệ tình dục với cô vào năm 2006. Luật sư mới của ông Trump là Rudy Giuliani đã từng nói rằng Tổng thống có hoàn lại khoản tiền là 130.000 Mỹ Kim cho luật sư Cohen. Ông Cohen đã đưa tiền cho cô Daniels không lâu trước khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái. Vào hồi tháng 4 thì ông Trump từng tuyên bố là ông không hề hay biết gì về chuyện luật sư riêng đã chi tiền cho cô Daniels. Bản khai ngày hôm nay của Tổng thống thì lại cho thấy là ông đã hoàn tiền cho ông Cohen vào năm ngoái. Các giới chức cao cấp ở trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ hàng năm đều phải làm bản công khai đạo đức cho cơ quan đạo đức chính phủ Hoa Kỳ. Đây là một cơ quan giám sát chính phủ vận hành một chương trình của bên hành pháp để nhằm ngăn ngừa và giải quyết các mâu thuẫn quyền lợi. Giám đốc FBI Christopher Wray vào ngày 16 tháng 5 cho biết, cơ quan này hiện đang tiến hành 1.000 cuộc điều tra về những nghi can khủng bố sói đơn độc và 1.000 cuộc điều tra khác về các phần tử khủng bố nội địa ở Mỹ. Phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban chuẩn chi ngân sách của Thượng viện, ông Wray nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất của FBI đối với các hoạt động chống khủng bố trong lúc này là chống các phần tử khủng bố sói đơn độc. Hiện cơ quan FBI đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc điều tra về những nghi can khủng bố loại này tại tất cả các tiểu bang, không kể những cuộc điều tra về mạng lưới Al-Qaeda, tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông Wray nhấn mạnh việc ngăn chặn những nghi can này là hết sức khó khăn do chúng thường chọn các mục tiêu thường dân và các loại vũ khí dễ sử dụng khi tiến hành khủng bố. Ngoài ra, FBI cũng đang tiến hành 1.000 cuộc điều tra khác về các phần tử khủng bố ở trong nước, trong đó có các phần tử có quan điểm cực đoan cánh hữu hoặc các tay súng cực đoan cánh tả.
Tuyên bố trên của giám đốc FBI được đưa ra trong bối cảnh tạp chí Child and Family Studies của Đức gần đây cảnh báo các vụ xả súng hàng loạt tại trường học ở Mỹ đang gia tăng nhanh chóng, với số nạn nhân thiệt mạng trong 18 năm qua cao hơn nhiều so với tổng số thương vong trong những vụ việc tương tự xảy ra hồi thế kỷ trước. Ngày hôm qua, luật sư của ông Trump là ông Rudy Giuliani đã tiết lộ với Fox News rằng công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller thông báo với các luật sư của Tổng thống Trump là ông sẽ làm theo quy định của Bộ Tư pháp. Theo đó thì không thể truy tố buộc tội một Tổng thống tại vị. Luật sư Giuliani cho CNN biết rằng tất cả những gì họ làm là viết xuống báo cáo, họ không thể truy tố. Kết luận này có phần chắc dựa trên quy định luật của Bộ Tư pháp chứ không phải là do bất kỳ đánh giá về bằng chứng mà toán điều tra của ông Mueller thu thập được. Việc không thể truy tố một Tổng thống Hoa Kỳ đang tại nhiệm xuất phát từ Hội đồng Office of Legal Counsel ở trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ từ thời của cố Tổng thống Richard Nixon và sau đó đã được chính phủ của cựu Tổng thống Clinton tái xác nhận. Nhưng khả năng này chưa bao giờ bị thách thức trước một tòa án nào. Không bị truy tố không hẳn có nghĩa là Tổng thống được ngoài cuộc vì công tố viên Mueller có thể ra báo cáo khuyến nghị với Hạ viện. Hiện nay vẫn chưa rõ nếu ở trong trường hợp Ủy ban điều tra đặc biệt của ông Mueller tìm được bằng chứng hình sự để chống lại Tổng thống Trump, thì Ủy ban điều tra có tìm cách thách thức những hướng dẫn của Bộ Tư pháp hay không. Bộ trưởng Nội an Kirstjen Nielsen đã lên tiếng bênh vực chính sách của cơ quan này, theo đó tách rời trẻ nhỏ khỏi cha mẹ khi bị bắt về tội vào Mỹ bất hợp pháp. Bà Nielsen khi ra điều trần trước Ủy ban Nội an Thượng viện bác bỏ lập luận cho rằng chính Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh có biện pháp này để khiến người ta sợ mà không vào Mỹ bất hợp pháp. Bà Nielsen nói quyết định của tôi là bất cứ ai vi phạm luật sẽ bị truy tố. Nếu họ là cha mẹ hay độc thân hay có gia đình, nếu vượt qua biên giới bất hợp pháp thì chúng tôi sẽ khiến họ bị truy tố vì vi phạm luật lệ Hoa Kỳ. Bà cho biết tiếp rằng trẻ nhỏ sẽ được chuyển sang cơ quan xã hội trong vòng 2 ngày. Khi bị Thượng nghị sĩ Kamala Harris, đảng Dân Chủ California gặng hỏi, bà Nielsen cho biết hàng ngày đều có việc trẻ nhỏ ở Mỹ, có cha mẹ bị truy tố về các tội không liên quan đến di trú, bị tách rời ra và giao cho cơ quan xã hội. Theo tờ USA Today, hồi tháng 4, các giới chức Bộ Nội an xác nhận rằng giới chức liên bang mất dấu của khoảng 1.500 trẻ thuộc thành phần di dân bất hợp pháp sau khi chuyển giao cho các người bảo trợ ở khắp nước Mỹ. Thượng viện vào hôm thứ Tư đã bỏ phiếu khôi phục lại một quy định bình đẳng Internet được biết đến là Net Neutrality của Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC. Mặc dù dự luật ít có cơ hội được thúc đẩy tại Hạ viện, nhưng cho phép những người ủng hộ bình đẳng Internet và dân chủ có điểm chính trị để tranh cãi ở trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Dân chủ đã dùng đến đạo luật thẩm định quốc hội được biết đến là Congressional Review Act hay là CRA để có thể đưa vấn đề này ra bỏ phiếu vào ngày hôm nay. CRA cho phép quốc hội với đa số phiếu ở mỗi viện và chữ ký của Tổng thống có thể đảo ngược quyết định của FCC. Họ lập luận rằng nếu không có những quy định về bình đẳng Internet của FCC thì các công ty như là Verizon hay Comcast sẽ được tự do phân biệt đối xử với những trang mạng và ứng dụng mà họ thấy là không phù hợp hay là quảng bá những trang mạng của họ. Quy định bình đẳng Internet dưới thời của cựu Tổng thống Obama đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ Internet đối xử bình đẳng với tất cả các truy cập mạng. Dự luật được Thượng viện thông qua sẽ gặp phải khó khăn ở Hạ viện, nơi mà Đảng Dân Chủ cần đến 25 dân biểu của Đảng Cộng Hòa để có thể đưa vấn đề ra bỏ phiếu. Về phần mình, hầu hết các nhà Cộng Hòa đều cho rằng quy định bình đẳng Internet không cần thiết và gây phiền hà cho các nhà cung cấp băng thông rộng. Đảng Cộng Hòa hiện nay đang thúc giục phe Dân Chủ hãy thương lượng để đưa dự luật thay thế cho quy định của FCC, một bước đi đã được ngành kỹ nghệ băng thông rộng ủng hộ. Quý vị vừa theo dõi những phần tin Hoa Kỳ, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với các bản tin Á Châu.